miền Bắc sáng nắng gắt, chiều tối mưa to, miền Trung nóng trên 37 độ C. Theo dự báo, các tỉnh thành miền Bắc hôm nay duy trì nắng gắt vào ban ngày với nhiệt độ cao phổ biến 37 độ C. Chiều tối và đêm trở mưa rào và dông nhiều nơi. Trung Bộ nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 37 độ C. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay 5 tháng 6, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất, phổ biến 35-37, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất, trong ngày từ 45-65, thời gian có nhiệt độ trên 35, từ 13-17 giờ. Tuy nhiên, thì về chiều, tối và đêm nay, ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa lớn tập trung từ chiều tối đến đêm. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Đây là đợt mưa diện rộng, mưa lớn tập trung ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12 tháng 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Thời tiết ba miền cả nước ngày Chủ nhật 5 tháng 6. Thủ đô Hà Nội ngày có mây, trời nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây. Có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25-27, cao nhất 35-37. Phía Tây Bắc Bộ ngày có mây, trời nắng, riêng Sơn La Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây. Có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Đông Bắc Bộ ngày có mây, trời nắng, Trung Du và Đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây. Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 26-29, cao nhất 34-37, có nơi trên 37. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 21-24, cao nhất 30-33. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23-26, cao nhất 31-34 độ C. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.